Bây giờ hai là... ngủ hải theo không chịu theo. Có giùm ruột hồn luôn. Hai tầm ruột. Nhà lúc đó buồn ngủ kiếm chỗ ngủ rồi chứ. Chưa. Nó không có nhà nó hả? Có. Dốt rồi, mày nghĩ là. Ủa rồi không hái đi. Sao nó lấy cái cây đi đâu rồi? Đi lấy cái cây dài hơn. Nè lấy cái này nè, bứng đi, bứng là trèo lên nè. Trèo lên đi, trèo lên. Trèo lên đi, trèo lên. Cái nó non á. Ủa non à? Non ăn chát. Con thi ở trên đó không biết cái vụ bệnh corona mà mấy đứa nhỏ dưới đây biết hỏi có bị bệnh corona không? Ở đây tuyên truyền lon báo tùm lum rồi lo lên đại chả lo thì không biết corona là cái gì với đám dưới đây biết corona ghê. Corona là cái gì vậy con? Ngày nào cũng là hết đám rồi. Corona là cái gì vậy con? Giờ đang bị dịch corona. Bịt khẩu trang vậy nè. Ở đang hái tiếp nè. Đây Tửng Anh hái tiếp nè. Ở đây đây quay cao cho các bạn coi nè, Tửng Anh hồi năm nào 15 năm trước giờ lớn vậy nè, có đứa con rồi nha. Tửng Anh tranh thủ đẻ thêm đứa nữa Tửng Anh ơi. Con Xuyến nó tới hai đứa rồi đó. Mày mới có con đứa thôi đó. Trời ơi than nữa. Trời ơi chua chết nị ta luôn á. Ây da. Cái trái bự ăn nó mới ngọt. Ủa, nè, cái này nó mới ngọt nè. Nè, chua cái này chết luôn á. Cái này mới ngọt nè ăn ơi. Bỏ trái đó đi. Ôi trời ơi. Nhánh ngay chỗ tàu dừa nè. Chết luôn á. Chỗ tàu dừa ấy. Hai nhánh chín không á. Cao. Cao mà. Cũng đủ ngọt lắm không? Cây vắng, cây trúc. Vậy là ngọt rồi. Đấy à. Dạ nó vậy. Con ghé trong mấy con chó nó đi liếm mình không à trời. Ghé qua quen không con? Đây vòng vòng đi liền. Tại chút xíu trưa tụi con đi rồi. Có dì Út nhà không? Có. Dì Út kêu 9 giờ Út đi làm. Có cái lụ nữa nè. Ờ có đó. Ủa giờ dì chơi ở dì Út đi làm tiếp hay dì Út xin nghỉ? Cái trên cái tàu dừa đó chắc dì Út xin nghỉ quá. Nghỉ thì báo người ta một tiếng chứ có gì. Đừng có đừng bày chậm nhanh chán té à. Ồ cho nó ngon á em. Cái bự rồi. Ồ giấc ổn hay dạ chụp được mới ghê chứ. Cao thủ. Cái này ăn phải tỉ mỉ nè, bạo lực quá lâu quá là nó không được, không được thế nào. Người hai cuốn trên đó mới được, mấy cái nhỏ mình dưới là nhỏ lắm. 4-5 cây trồng nữa. Mình mà vô là mình hái mấy cái cành nào gần mình thôi là thua rồi. Đốn uổng vậy, về mổ. Được á. Trời ơi. Này bán ra làm mứt cũng ngon, một kết chứ bán. Hồi xưa là 15 năm trước á là xung quanh đây là vườn thăng long nè. Mình còn quay phim mà hồi lúc trước là mình khưng thăng long vô nè. Giờ là phát quang hết, thăng long tuốt đằng kia thôi. Lúc này không có. Nhưng mà bây giờ em có công nhận là mứt chùm ruột hiếm không? Giờ có ai làm. Làm vừa cưng vừa mệt coi gì đang ở nhà dì Út. À, Phú thì vẫn ôm mặt gà một đầu vô chơi cái đó. Chơi u nọ. Trời biết chơi. Chơi chỉ mà mới biết chơi, không muốn chơi u nọ. Mấy tuổi rồi? Hỏi mấy tuổi? Con mấy tuổi? 7 tuổi được chơi. Bé này mấy tuổi? 5 tuổi. 5 tuổi cho chơi luôn, chỉ. Không sao. Đây là Dượng Út nè. Con có phim hồi lúc trước con quay Dượng Út bắt cá. Vui lắm. À, đây là dì Út. Vẫn như xưa 15 năm trước cũng bào cái này để ăn về ăn vịt. À, nhớ hồi đó không? Có. Cái nhã dưới đó con. À, có quay phim bỏ lên là cũng vui lắm. Rồi bé Hương đang làm vịt. À. Giờ nhà làm nhà giàu rồi, không còn như xưa nữa, nhớ nhà hồi xưa mát mẻ hơn.
Dạ đúng rồi. Đó giờ khác rồi nha. À, vẫn có lu nước nè. Bé Dầu giờ làm cô giáo rồi nha. Đó. Không biết lát hồi bé Dầu về buổi trưa không? Không, nó nguyên ngày nó mới về. Ủa làm cả ngày luôn hả? Hồi nãy gọi điện mà điện thoại nó khỏi nhà con ơi. Ôi rồi xong. Rồi xong luôn. Đã xong luôn. Thế là xong. Bầu này là bầu nhà, bầu ở nhà luôn ở hay nhà sao? Nhà cũng khỏe bầu luôn. Ồ đu đủ nè nha các bạn. Bây giờ là xin chia buồn với những người nào yêu đồng lúa bây giờ đã bị phá sạch hết rồi, giờ chỉ còn là một rừng thăng long. Thăng long cho lợi nhuận cao cho nên bà con phá lúa trồng thăng long hết. Mà thăng long là xuất khẩu cho nên mới có số thu nhập cao thôi. Cái gì Thái á, hồi bữa không có ai nói cái này, cái gì Thái á, không nhớ cái gì Thái, bông Thái hay là cúc Thái hay cái gì đó. Cậu ơi, con chào cậu. Đó, thăng long bự lắm nha. Nhìn thấy bự chứ không biết là nó bự cỡ nào đâu nha. Bự cỡ tay nè. Coi cái này gà mổ nè. Bự tròn luôn á. Quá đẹp luôn. À, nhà bự lắm, nhà đẹp lắm luôn. Đó, ở đây trên đường cái phơi móc thôi trào. Đó. Nhà bự quá. Trời ơi. Mờ nữa. Nè, căn bên đây cũng bự chà bá luôn. Nhà đẹp ghê. Rồi con cảm ơn cậu mợ nha. Con chào cậu mợ. Lúa bây giờ không còn nữa, chỉ còn thăng long thôi. Ủa ra hết rồi, còn có mình. Dạ ngoài đây nè cậu ơi. Thầy biết cũng đâu có ý gì, nhưng mà phải có người nói để cho biết, không có được hỏi như vậy. Mình thì đứng ở đây mình thì há cái miệng ra, bà chụp rồi mình thì ăn mặt trời. Đứng đây nè. À, quay qua đây. Ừ há miệng á. Trời. Mỏi miệng luôn. Hám hôm ra ăn mặt trời. Mà ăn được cái thì... Ôi con nó bị dính cái sợi dây rồi, nó dính vào sợi dây. Dính sợi dây hả? Dính cái sợi dây có cái bình á. Qua đây đẹp hơn nè. Rồi, đứng đó. Rồi mở miệng ra. Quay qua. Đứng đây nè. Ừ. Đứng rồi. Đó, bỏ tay ra. Chưa. Đây có mình chụp cho nè. Đứng thẳng hỏi người không có cần phải cong người. Đâu sao, người ta người mẫu mà mẹ, nó người mẫu mà. Vậy đó. Rồi. Đừng có ngửa đâu đó. Đâu sao, ngửa cũng được sao con? Ngửa hay làm gì cũng được hết. Rồi xích vô. Ờ ngon quá. Ờ yummy. yummy. Rồi làm khác không? Hỏi miệng quá. Nè. Hỏi thử coi chừng nào xe cá về không, rồi lát họ mua cá ăn không? Ở trong đó có cá rồi. Có rồi hả? Rồi thôi đi ăn sáng đi. Chào buổi sáng. Sunrise. Mới 6:30 thôi đó. Ôi đồ chiến tích lợi phẩm nè. Thăng long dưa gan và cho bà con cho lỗ củ. Ôi đu đủ chứ không phải dưa gan. Đu đủ của nhà dưa Úc. Chính rồi kìa. Ừ chính. Dưa gan nè. Ôi có dưa gan thiệt. Ờ ngon nha. Giờ dầm đá lâu lắm rồi không ăn gốc. Hồi xa xưa mình ăn ngon lắm luôn. Rồi. Đi về quê chơi, Minh Thi về quê chơi, cô Thấm về làng. Ấy quên, Minh Thi về làng. Đó, Minh Thi mặc đồ rất là fashion. Ừ, vậy đó, đúng rồi đó con. Vô cùng fashion luôn ha.
Để cái chụp hình con hả? Sao vậy? Chụp hình cho con. Ờ, chụp hình cho con phải không? Ờ, đứng dậy đó hả? Đứng dậy mới đẹp á hả? Rồi. Rồi, đứng xích ra, đứng vô trong rồi sao thấy đường trời. Đang đứng trên cái phà nè. Mẹ đang đi ra nè. Nhà diện 10 nữa nè. Có kỳ trước nè. Đi cái nào? Chú đi cái nào chú? Người ta nó đi đang kiếm cái gì để nó lót ngồi mà. Chết queo cũng biết sợ hả? Sợ chết queo hả? Bé Thi sợ chết queo hả bé Thi? Các bạn giữ cây vô. An Minh Thi đứng đó. Nào, đi ngồi xuống đi. Nào, bé Sáp Minh Thi ngồi đâu là ngồi yên đây. Ngồi đâu là ngồi yên đó nha. Nè bé. Nhà đi. Ủa, bình đèn theo cái nói. Ngồi kế con nghe. Dạ, sợ quá. Thời corona đi về miền Tây chèo xuồng cho nó an lành. Đây ba nội số. Cho con mượn cho dù đi. Nè, bé bên. Làm có quay không? Quay cho bà nội đi xuống. Khéo. Không sao, không sao. Xuống nước đi. Gồng gồng không gãi. Gồng gãi làm gì? Cẩn thận con bé Hương, bé Thi nó sợ. Rồi, ngồi xuống. Bỏ tiền nào cắt cho hai. À 10. Chú mãi đi em. Đi hành kem. Đi đâu đi ra ngoài quanh qua hay vậy? Đi xuống đâu? Ủa đi xa lắm chú đi nổi không hay là sao? Chú đó đi theo luôn hả? Đi qua bờ thôi hả? Đi qua bờ hả? Đi ké qua. Đi lên ruộng hay gì? Chú ơi. Đi ra ruộng. Đi ra dặm lúa không? Đây. Đây. Một con vịt nè. Đâu, xong nhìn sao giá có con vịt vậy? Rồi, chúng tôi sẽ đi khám phá dòng sông này đi vô trong chỗ ruộng lúa 2 tiếng đồng hồ nha các bạn. 2 tiếng vô, 2 tiếng ra là 4 tiếng, về là đó bụng kịp rồi. Mượn chỗ này đi qua hả? Rồi, cho đó nãy nói vậy mà. Đây cái giỏ đồ đâu rồi, cái giỏ đồ ăn đó. Rồi, ok. Rồi, thẳng tiếng. Cái này là tay tiếng nha. Du lịch thời corona nên đeo khẩu trang hết trơn rồi. Con nhiều quá trời những gì mà đều không sao mà nó không đầy.
cò nó bay hết rồi còn đâu. Ừ. Là la đấy. Đây. Trong ghê nó chứ. Đây nè. Con muối của nó này. Từ xạ cho tới lên như vậy cho đến lúc mình là có lúa là 90 ngày. Vậy giống như là ít hơn, I mean, nhiều hơn là bắp. Bắp thì 72 ngày. Bữa hổm đi Gò Công á hỏi. Ở đây cũng có gần nhà có bật nhạc nè, chứ cũng đâu có phải đồng hông mông vành đâu. Đó, ở cái chòi này nè. Ồ, có cái kệ làm bếp nữa nè. Ừ, có rừng hủ muối à. Canh tới lúc nào? Chỉ có đâu có canh, chỉ có xạ ở đây mấy ngày, xạ cắt lúa, xạ mấy ngày. Rồi dặm lúa ở đâu? Qua bên cái ruộng. Chừng nào dặm lúa? Dặm lúa xong rồi tắm về 11 giờ. Cây rồi rồi xong mình. Mình hút cái vụ dặm lúa rồi. Trời, dặm lúa là dặm sao? Móc ở chỗ đông này nè, thải vô ba chỗ thưa thưa đó đó. Ờ. Ừ. Là của em một mẫu này thôi hả? Còn cái nhà nữa. Cái nhà chuẩn bị cắt á. Còn cái nhà. Nó tính mét tới vậy không? Từ đây tới qua bên cái bên đó luôn. Dạ chứ. Nhưng mà còn cái bên đây thì của ai? Dạ của mình. Vậy cũng tiếng rưỡi chứ. Hỏi một người chủ vậy là một ranh đó, có bà ranh đó. Ừ. Gái lớn hình như nhiều hơn không? Hai mẫu không? À, ít hơn em. Yeah. 2 mẫu 7. Wow. Ghê thiệt. Trời ơi, cái này lúc mà mình bắt đầu mình trồng lúa chắc phải mướn người dữ lắm á. Mướn công xã 2 công. Bao nhiêu công tiền? Có tính xây nhà trong đây không? Trời ơi, đi vô xa xôi vậy tiếng gửi luôn rồi. Bên đây đúng là cách nhau một con đê, bên kia thì gặt lúa chín đồng luôn rồi kìa. Đó. Đó, ghe cặp ở đây nè. Hồi nãy đi xuống cái thấy nguyên một đàn cò nó bay đẹp quá. Cái bật máy lên quay phim. Ai ngờ đâu không bấm máy về sâu luôn. Không thấy được đàn cò bay khẳng cánh. Thẳng cánh cò bay trên ruộng lúa. Đó. Đây người ta ngồi đã nằm tăng cái canh. Lúc mà xạ mấy cái gì, mấy bơm nước, mấy cái gì đó thì nằm đây canh thôi. Giờ bé Thi làm công việc canh phải không? Đó, Thi là vô chiếm hữu vậy đó. Có ai nằm bên kia rồi. Đó, nó chắc người ta cũng canh. Ủa, người ta đang nằm là người ta canh lúa ở bên kia hay sao em? Người ta canh lúa bên kia sao mà phải nằm nhờ? Giờ chỉ có là gặt lúa thôi mà. Người ta đợi gặt á, gặt đợi cân lúa. À đợi cân lúa. Nè, bình thường mình mua dâu nhút ngoài chợ là mình thấy dâu nhút thôi ha. Còn này dâu nhút là ở dưới nó trò, nó mọc như vậy nè. Đó, dâu, bông dâu nhút màu vàng đàng hoàng nha. Rất là yên bình. Về đây dạ không. Thưởng không khí trong lành nha. Nhà, để đây mất. Lấy u nồi ra chơi được nè. Mát ghê á. Nhờ mấy cái cây này nè.
Rồi, bà cháu nằm đó lát hồi nó đứt giỏng cái dây xuống giường luôn đó. Hồi nãy nguyên đàn còn ở đây luôn là đẹp lắm luôn á, nó bay hình chữ V luôn. Gặt lúa kìa, hồi giờ nó hiện đại rồi. Không có giống như hồi mình phải đi gặt lúa bằng tay. Đi qua bên đó được không? Cho qua bên đó coi được không? Sĩ ơi sĩ! Đò đò ơi! Đò đò ơi! Giờ phải đi qua bên đây mới coi được nha. Rồi, có xin phép chủ đất, chủ lúa bên đây cho qua rồi. Rồi đưa tay không? Rồi đi đi. Lấy cái ghế lên ngồi. Rồi lấy ghế lên ngồi. Minh Thi ha, bye bye Minh Thi nha. Ở lại. Ở lại đưa đò nha. Không có ai gấp đâu. Nè, dịnh đây đây. Đây. Vô. Em ghế này ngồi. Coi chừng lá. Ờ, bên đây cũng mát, từ từ ồ, lúa dòm bên đây nó cao lắm, bên kia dòm thấy nó thấp tiễn mà đây nó cao lắm. Đâu bà chàng nhìn ở dưới chân mình đó, đây đưa cái tay của mình này đó chưa, tới con muốn tới đâu như vậy là có tới chưa? Đã rồi, người ta đi tới đây nè, người ta đồ đã quá. Ừ, đã thiệt á chứ. Mướn người ta gặt vậy là bao nhiêu tiền vậy chị? Mướn người ta gặt vậy nhiêu tiền? Cắt ruộng nhà rồi mái nhà luôn. Ồ vậy hả? Vậy bao hết là ngon rồi. Đỡ tốn tiền mướn người, mướn công, mướn xe. Quá đẹp luôn. Lát hồi xin chỗ nó còn chỗ ngồi không, xin ngồi lên để cho biết cảm giác đi gặt lúa. Đó, lát hồi kìa, mấy lúa đến nè. Giờ hôm trước tới là mới về. Đâu ai canh xuống dưới nha. Xuống sình không đó. Sình đó. Sình đó con. Đây, chủ vườn lúa đây nè. Ở bên ruộng lúa kìa, vườn lúa. Nó nhòi dẫn hả nè. No, của bà đang ngồi. Con nói bà cho con ngồi ké không, chứ không có nói vậy. Rồi con nói sao? Nói sao? Nói cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Trời thơm quá ha. Thơm mùi mà cắt lúa cái nó đứt á. Này cô về. Lạ luôn. Về được gần tháng rồi vậy. Hết thì đi rồi. Có nhỏ em cũng ở bển mà nó nói phải làm bển về rồi nó kẹt bên đây rồi nó đi đường kiểm tra quá trời. Ừ. Sợ quá trời. Bên Mỹ luôn hả cô? Bên Mỹ. Dạ, thôi ở bên đó đi, chưa đi thì đừng đi nữa. Hôm Tết nó tính về trước Tết đó chứ, rồi con nó mắc thi rồi nó không về. Mua vé rồi xong rồi nó không về nữa, nó phải hơi. Đúng rồi đó, không đi là tốt. Bây giờ đang đứng ở bên đây thấy cũng không biết số phận mình ra sao nữa. Có ăn không? Có ăn không? Để tôi cột tóc đã. Để em đó, chưa đã. Chưa cột tóc lên. Ô,
ơi, ra đây tỉnh Út ăn miếng cháo đi con. Ai hay. À, còn con không thi. Không phải, con không dám. Không rồi, nó chơi với con mèo. Hai con mèo mà tối ngày đi học rồi về là nó quấn quýt con mèo là không có xa rời được. Cái cha mới cho tôi bắt về, tôi bắt về đây. Rồi, theo nó đang nghĩ tôi. Bắt qua. Còn nói với mẹ con rồi, con xin mẹ con rồi. Hú ơi. Để nó bắt qua đây là cho con một con nha bác. Ở đây ngồi đây con. Đây tội nghiệp lắm. Ở đây ngồi. Đang nghỉ đó. Nó đang nghỉ tôi cái rồi. Nè. Hỏi cha nó sao. Nó đều đúng hết quá. Thầy ngon không? Ngon. Gà này ai làm vậy? Nãy sao nghe đứa nào khóc mà giờ ăn kỳ vậy? Dẹo không ăn đâu rồi. Dạ. Yummy. Ngon không Thi ơi? Con gà mà trên đây hả? Cảm ơn mẹ đi. Mẹ mừng gà cho con ăn đó. Đúng là con nít. Nhưng mà phải đền nó con khác rồi nó mới im đó. Nó không phải im đâu. Ăn bạn hả? Quay phim ra đi. Không ăn. Thật nói con nói là không ăn. Cảm ơn không ăn gì cả không vậy? Ăn chưa? Ăn rồi vẫn đi rửa tay đâu hả? Trời, nó ăn xong rồi nó đi rửa tay ông ơi, nãy giờ. Quay vô ăn thì dại. Trời ơi, tao bó tay nó luôn. Ăn rồi rửa tay. Hay còn lấy cái xòn còn rút cho cháu. Nên sáng rồi. Còn rút. Không, đừng ăn cháo thì chứ cơm đút cũng được. Rồi ăn đi, ăn đi. Nấu này. Mẹ tắm luôn à? Nước không chảy á, nước không có. Không về có trên nữa. Kia con tắm cho nó mát mẻ chứ về cũng tắm phải tắm thêm lần. Không có. Ăn thôi cháo về ngày 4:30. Có lúc ta ít xài thì còn mạnh. Giờ câu điểm không chảy. Giờ câu điểm thì yếu chịu. Bởi vì tôi thay là không kêu bằng bà. Em mà gà con đâu rồi? Hả? Gà. Đằng sau kìa. Đằng sau. Gà đây nè. Ngồi em. Nhất. Hẹn hò nữa, hẹn hò biết có về không? Dạ chứ. Thấy không? Bà cho con gà đó. Lơ đò đi di chuyển đội hình hoài vậy. Ngồi giữa à. Cái này có quá tải không? Ghe có bị tải. Quá tải nhiều quá tải. Tại bị dướng một mình. Trời đầu đây. Ngồi nghiêng qua nghiêng lại hả? Ngồi giữa. Rồi ok được rồi. Kệ nó chứ giờ ngồi cho thẳng. Lấy mít ra. Lấy mít ra chưa? Con đang ngồi lên mít ra hả? Ngồi mít. Lấy ra chưa? Chưa. Hủ ngọt. Lấy ra. Quả mít đó hả? Lấy quả mít hay là cái mua mít? Trời ơi. Chùa lên đây hả? Cho nó miếng thằng giấy vô đây. Cô Bình. Cái gì con? Con giấy. Giấy con Bình đâu á. Nội con ơi, con giấy không nội? Đây nè. Bị chảy nước mũi hả?
Đi dính tình. Nè. Ở dưới cái chị dày ghê chứ. Bị quấn quấn đồ nào đó bên. Chắc là do cái chiến đi trước đó. Trời đi ấy còn lội xuống đó nữa trời. Mà sợ hả? Dạ. Lên xác mà sợ hả? Lên xác mà sợ kìa. Càng lớn xác càng sợ. Nhẹ nhẹ nó đỡ. Bao nhiêu người không biết bơi giơ tay lên coi. Không. Thì giơ tay lên. Ngồi vậy là cuối cùng biết bơi phải không? Không biết bơi. Không biết bơi giơ tay lên. Không biết bơi thì giơ tay lên. Không biết bơi. Ờ giơ tay lên. Ôi ơi. Thầy. Con biết không biết bơi thì giơ tay lên. Không biết bơi. Giơ tay lên, raise your hands. Quyền cao lên. À không biết bơi. Đồ biết bơi. Học anh hai. Học hỏi anh hai đi kìa. Anh hai cứu thi nha. Không. Đừng học. Rồi, năm ở quên hơi 5 tiếng. Sài Gòn tiếng. Bye bye. Bye bye. Triển khai đội hình liền chưa cặp bến mà nó quải vỏ này vỏ kia để nó nhảy lên bờ cho lẹ. Nó sợ. Nó sợ say ghê. Mẹ coi chừng á. Chỗ nào tiện? Thẳng bên này là lủi vô đi, lủi vô đi. Lủi cặp vô đi. Dạ, yeah, chỗ này nè. Chỗ này cũng ok nè. Gió quá. Trời ơi, nó nhảy kìa. Hay quá, hay quá. Ba viên nhảy chồm 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 chồm. Quá hay luôn rồi. Lùi lại tí, lùi lại tí rồi. Chỗ đó thấp hơn gì? Dạ. Chỗ đó thấp hơn. Ok. Rồi. Rồi mẹ xoay người đi từ từ nhẹ nhàng thôi. Không có cái cây không? Rồi ba viên phải đứng trụ đó. Đi. Mẹ lên trước đi. Mẹ đi lên trước đi. Đồ đã sau rác tụi con về mà đừng cầm đồ. Đồ đó xuống giờ. Bỏ xuống kia lại. Mẹ con nhận đi, đi cái mẹ lên thôi. Mẹ làm anh hùng nữa. Cắt nhà con lại đó. Cắt hết rồi. Ôi, chắc à. Cầm đi đây nè. Trời ơi nó mừng quá nó chạy kìa. Bỏ của chạy lấy người hả mày? Đấy học giờ đây mẹ. Sắp đồ vậy đi lên đi. Rồi bỏ đi chịu. Bỏ thân lên thôi. Ao ao ao. Đến phiên mình đi đây. Mình thi bước vào. Đưa thi đưa lên trước. Đưa ta. Ở bên Mỹ chắc đầu có cái xuồng ghê nữa nữa. Quá dài. Có không ta? Chắc không có đâu. Phú là ngồi thấp xuống rồi đi. Hãy cho con bé kia coi, hãy cho bé kia coi. Ở đây là có chỗ đứng không? Đó, bước lên. Cho gì, cho cô được ăn thôi con. À, kiếm chỗ nào neo lại hay là gì 10, mình dựng 10 đi về luôn. Trời ơi, ở đây thì trong mít không, ở kia cho gì không, cái xe không còn chỗ chứa luôn á. Thôi để ra lấy xe. Còn mua cá lóc nữa. Con gà kìa, con gà. Gà là gì của con? Gà của con mà, mang ba cái tập mát của con. À, trời ơi, dục gà xuống sông rồi, chết rồi, nó xuống sông rồi. Thôi gà nè, cắp đi.
Ờ sao đi thấy rất là nhẹ nhàng uyển chuyển luôn á. Rồi đi đây. Kéo ghe lại cột chưa? Cột rồi, cột nó mới đứng chứ. Cho miếng thằng giấy đi. Trong cái ba lô của con còn. Bỏ vô đây nè. Chị. Hồi sáng vớt đây hả chị? Chị. Wow. Đây cân ta. Cân mấy được chứ. Ừ, 3 ký đúng luôn. Ủa không trừ cái rổ à? Đó, có bầy giỏi. Trừ bầy giỏi. Cuối cùng cũng vẫn cho vô đó. Ăn luôn đi nha. Cái gì? Không có thiên thiên. Cái này đâu phải đựng ấy đâu. Cái này đựng đựng lúa chứ không phải đựng kia. Cái bao kia mới là ure. Chị mua nhưng bỏ một con cho cũng bỏ đi nha. Kẹp hai ba cái được. Bỏ đi. Dạ. Hồi sáng vớt bao lâu mới xong em đi ra em coi mà không có vớt thì thôi em đi ăn sáng xong đi về luôn. Dạ hả? Cái này sáng này cũng không có con tự để đi. Rồi bán ngày mai là hết hay là sao? Ngày mai để em cất. Chị mua bỏ cọc lấy cái bán ngày mai. Chị rửa cái này qua sơ sơ giùm em lại. Con nhỏ, đó định con nhỏ. Cái này cũng được. Cho miếng nước luôn nha chị. Nước chi? Cái này hai cái chồng vô. Không cần nước. Nước dở á. Để khô vậy 2-3 tiếng nó còn sống à? Sống chứ. Chị nói để khô 2-3 tiếng vẫn sống á, khỏi cần bỏ nước vô. Nước nhiều lúc ngọt đúng không? Ừ. Có hơi yêu cầu có cục đá rồi anh bạn cũng được. Mẹ nuôi kêu hai, mẹ hôm nãy là nói 3-4 ký là tức là 7 ký á hả? Đúng không? Chắc mua cái này kiểu này mua về cho rồi. Cũng ký nhiều lắm. Nuôi hay là ở khu nuôi. Nuôi. Nuôi chị. À. Lấy bao nhiêu mà bé Hương ơi coi kìa. Lấy mấy ký. Em đâu có biết gì đâu. Đủ chưa? Là lấy mấy ký. Con để dưới sau ha. Để sau gà nó sống lâu hơn. Con để trước gà nó bị lạnh quá nó ngộp. Con hiểu không? Rồi nó lại treo gà ngoài này luôn. Khỏi chơi vô xe bây giờ. Thì tính để đằng sau. Cho nên là không có nói gì, không có bạn nữa nha. Dạ bạn của con. Ờ bạn của con cho để đằng sau. Ok. Dạ. Rồi xin nè nè nè. Rồi. Rồi ok rồi. Yên chí đi rồi lên xe đi. Nó ngồi nó rung mà nó chắc nó niệm Phật hay gì luôn mà bờ chưa cập vô mà nó đã quải mấy cái vỏ để nó chực chờ nó nhảy lên bờ. Cảm ơn chị nha, anh chị nha, cho để xe hồi tối hồi đêm nha, với lại hỏi giùm. Dạ cảm ơn nhiều. Dạ cảm ơn chị, cảm ơn nhiều. Rồi bây giờ để xếp sao nào? Lấy chai nước lên nè. Ờ con quên lấy chai nước của con rồi. Chai nước thì chưa uống tới, không uống tới đâu. Cái chai nước nhỏ của con để sang gì đó, quên rồi, quên lấy nè. Nãy
hàng dễ vỡ để trên, hàng hàng không dễ vỡ thì để dưới trồng nó được. Cái vỏ này vô nè. Cái vỏ của cô đâu rồi? Vỏ cô Trâm Anh đâu rồi? Ủa cái đó con gà của nó đó. Nó yên chí rồi, nó cho con gà vô đường nó yên chí rồi. Chứ nãy nó làm trận làm thường. Kệ nó đi. Cái này vô ở đâu mà được? Chị cho đó. Dũng ơi, Dũng ơi. Sắp, sắp, sắp. Hai trái về luôn. Có đâu có thấy gì đâu. Đưa hai quả cho Dượng 10 đi. Rồi. Đóng cửa lại đây, kèm phú nó rác lên. Có phú lên trước rồi. Phú lên trên đi cô Trâm Anh, xuống dưới cho nè. Rồi Minh Thi chào ông nè. Minh Thi chào ông nè. Phú chào ông nè. Rồi con chào Dượng 10 nha. Cảm ơn Dượng 10 với dì với bé sĩ. Nay đi rất là vui. Dạ dạ con cảm ơn Dượng 10. Là giữ gìn sức khỏe nha. Và không có hút thuốc nữa để giữ gìn sức khỏe tốt hơn. Rồi nay nè kìa. Không được hút thuốc là biết không muốn làm gì hết. Ờ không muốn làm gì hết. Giữ gìn sức khỏe nha. Ừ rồi rồi. Giữ gìn sức khỏe đi đường về bình an nha. Chăm sóc dì 10. Rồi ok rồi. Bà bay ông chưa? Quay lại bay ông kìa, ông kêu kìa. Chào ông kìa. Chào ông đi nè. Ở ai cô Bình, cô Trâm Anh nói ai? Trâm Anh nè. Cảm ơn anh 10 nha. Anh 10 ở đây khỏe nha. Anh 10 đang đứng. Cái áo khoác của này có chưa? Cô Bình nó đi. Ở đây rồi, ok rồi đây. Hello.